Dạ vâng, và lúc này thì xin được cảm ơn thính giả đã gửi câu hỏi đến cho chương trình, và có thêm một vị thính giả nữa đang muốn được nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Alo, xin chào thính giả. Vâng, chào anh. Dạ vâng, chuyên gia đang lắng nghe thính giả đấy ạ. Chào bác sĩ ạ. Vâng. Alo. Dạ vâng, chuyên gia đang lắng nghe thính giả rồi ạ. Vâng, bác sĩ cho em hỏi là em thỉnh thoảng em cũng có hay bị sưng cái khớp ấy, mà nó sưng rất là nhiều, lúc thì ở đầu ngón chân, ở chân thì lúc thì ở gối, lúc thì ở tay. Dạ. Alo. Dạ vâng, chuyên gia vẫn vâng, đang nghe ạ. Vâng, lúc thì ở tay thì em có hay uống cái thuốc Voltaren ấy thì nó hết, còn không nếu để bình thường thì chắc đủ 2-3 ngày thì nó cũng hết. Dạ. Thì cho hỏi đấy là cái bệnh gì ạ? Dạ vâng, xin được mời chuyên gia. Vâng. Cảm ơn quý thính giả có câu hỏi cho chương trình, nhưng mà lại giấu tên thì tôi cứ chờ chào chung chung là quý thính giả nhé. Thế bây giờ ở chân này, ở gối này, ở tay này, nó có từng đợt nó sưng lên. Thế thì là chúng ta phải đi khám thì mới xác định được là tên bệnh nó là cái gì. Nhưng mà rõ ràng có tổn thương ở khớp rồi. Thế tên bệnh thì nó có tới 7 cái loại bệnh ở khớp cơ. Thế cho nên là ở đây tôi ngồi như thế này thì tôi không dám nói. Thế còn cái Voltaren ấy là cái thuốc mà nó chống viêm giảm đau đặc trị cho các loại khớp. Cho nên là khi mà ông uống ấy là nó giảm đau đi là đúng rồi. Thế nhưng mà nó chỉ có tác dụng chống viêm giảm đau chứ chưa giải quyết hoàn toàn nguyên nhân. Cho nên cứ tái đi tái lại. Dạ. Tôi đề nghị là nên khám đi để chúng ta xác định rõ ràng là cái gì. Thì chúng ta thuốc chỉ là một phần. 40-50% thôi, chúng ta phải kết hợp thêm các cái biện pháp, thí dụ như là vận động đến đâu, thế rồi thì là chế độ ăn uống đến đâu và chế độ nghỉ ngơi đến đâu thì mới đảm bảo cho cái tổn thương của khớp nó giảm đi. Dạ.